Ok, cứ thẳng thắn với tình yêu của mình và cứ thể hiện nó đi. Thì sẽ có rất là nhiều người ủng hộ trong cái hành trình của mình. Và cái gọi là để tất cả mọi thứ đều được bình đẳng giới, mọi người đều được yêu thương với nhau. Và tất cả đều sẽ được mọi người chung tay ủng hộ. Mình không có gì phải... Câu chuyện của mình được mấy bạn đón nhận giống như là một cái truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Và mình nghĩ là ở đây cũng có rất là nhiều bạn biết, thì những nhiều bạn cũng có quan tâm đến câu chuyện này, và từ đó các bạn sẽ sống thoáng hơn, sẽ sống thẳng thấn thật với cảm xúc của mình hơn.